anh em hướng đọc sinh của đạo Tân Hiệp, đặc biệt là các anh chị đang đứng đây thuộc thuật toán Ninh Phong, thuộc trán đoàn Trường Sơn của đạo Tân Hiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa cô là vì cái khó khăn và chia sẻ chung với cộng đồng và với ngành trán của chúng tôi thì có cái từ là giúp ích. Thì hiện nay cô tới phụ, nghe nói là cô phụ trách tới 13 điểm trường với một vai trò một hiệu trưởng. Những cái lo toan việc dạy dỗ và chuyên môn rồi thì cô lại có cái việc chia sẻ với cộng đồng và các cháu, thì những cái nguồn nước rất thiếu. Hôm nay thì các mạnh thường quân cũng như là toán tráng đoàn Trường Sơn, đạo Tân Hiệp và toán Ninh Phong cũng đến được đây, cũng mong cô cũng có đôi lời rằng là cái việc mà đóng một cái giếng như thế này thì nó có cái tiện ích như thế nào đối với cái chung của cô đang phụ trách. Dạ, dạ. Cô lại em cảm ơn lãnh đạo của mình đã giúp cho nhà trường. Thứ nhất là nhà trường, trước hết là cái khó khăn lớn nhất của trường, đơn vị trường là 13 điểm lớp mà chỉ có mỗi một điểm duy nhất là khu vực trung tâm là có cái nước vệ sinh dành cho các cháu học sinh, và các cái điểm làng là hầu như là không có nước để cho các cháu sinh hoạt dùng và cũng kể cả bản thân nữa. Thì bọn em rất là cảm ơn rất là nhiều, không có biết nói gì ngoài cái lời cảm ơn là các cái mạnh thường quân đã giúp cho nhà trường là có được cái giếng thế này như thế này. Thì trước hết là đối với học sinh thì các cháu là vệ sinh sạch sẽ hàng ngày này, với lại các cháu ăn uống sinh hoạt buổi trưa ở đây, và buổi chiều tối thì có bố mẹ đón về, và các cháu là ở đây là có 3 thôn làng là thành ra 75 cháu học sinh đã được dùng cái giếng này. Cho nên bọn em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn ạ. Coi như là năm sắp tới đến ha, cũng xin cầu mong ơn trên phù hộ cho sức khỏe của các cháu cũng như là cô. Một cái niềm vui của những ngày đầu năm ha. Niềm vui này thực tế ra là chúng ta là vui chung. Vui chung thì cô Thiện sẽ phát biểu cùng với lại nữa. Chào cô. Và trước tiên là chào tất cả các mạnh thường quân. Và thật sự là rất tri ân tất cả các mạnh thường quân, bạn bè xa gần, các em học trò, các quý trưởng đã đồng hành và đã cùng nhóm của chúng tôi thực hiện được cái giếng mà đem lại được cái nguồn nước sạch cho 3 thôn làng và cho các em ở vùng dân tộc. Thật sự trên đường đi chúng tôi không hình dung được là nó xa như thế nào, quá sức là tưởng tượng, ngoài cái sức tưởng tượng, và phải kẹt lại đây một đêm nữa là quá xa. Và nếu mà đem được, chúng tôi không dám hứa nhiều, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Nếu như cô cảm thấy còn những cái vùng mà thật sâu nữa cần những cái nguồn nước hay cần những cái điều gì thì chúng tôi sẽ vận động mạnh thường quân. Nói chung làm được những việc này thì tất cả hầu hết không thể một người không thể nào làm được, thì chúng tôi làm bằng sức của mình và bằng cái lực của tất cả các mạnh thường quân mới có được cái giếng hôm nay. Thật sự là cảm ơn nhà trường, và đại diện của nhà trường em cảm ơn rất là nhiều của các mạnh thường quân, và em rất là hy vọng nhiều là các mạnh thường quân sẽ quan tâm hơn nữa đến thứ nhất là trường mẫu giáo Cờ Ro, và đến các cái đơn vị thường bạn cũng vậy thôi, những cái đơn vị khó khăn nhất của huyện Gia Lai. Em để cho các bạn thấy một lúc sinh hoạt thì các cháu là như lại thôn làng, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, và cũng xin chúc cho quý mạnh thường quân, tất cả các quý trưởng, các bạn bè, các em học trò một năm mới thật nhiều sức khỏe, luôn luôn.